chim này mọi người thấy không? Xin chào mọi người nha, đây là bồ câu gà Mỹ ở trại mình này. Thì bồ câu gà Mỹ ở trại mình á, thì mình cho nuôi ba luôn nha, nuôi hai con của nó và một con bồ câu của dòng Titan siêu thịt của Thái. Đấy, mình nói thiệt luôn á, chứ bồ câu gà Mỹ này á, nó nuôi con cũng khéo, ngang ngửa như bồ câu Titan siêu thịt của Thái luôn đó mọi người. Mỗi tội nó đẻ thơ hơn chút thôi, chứ nó nuôi con ok lắm nha. Nhiều người thì cứ nói là nuôi chim bồ câu gà Mỹ khó quá, hay đạp vỡ trứng, rồi nuôi con thì hay đạp chết con. Nhưng mình thấy rằng nó không có đúng khi mà trại của mình nuôi nha. Tại vì trại mình nuôi cái số lượng lớn nhiều lắm, chứ không phải nuôi khoảng 2-3 cặp đâu. Thì mình thấy là đại đa số á, nó đều rất là tốt nha. Đây này, nhiều người bảo là chim bồ câu gà Mỹ ấp trứng không ok. Đây là trại mình đây, mình cho ấp luôn. Đây mọi người thấy không, chim bồ câu gà Mỹ to chưa. Ở trại mình á, thì được một cái á, là thứ nhất là mình không có xài hàng lai. Bồ câu gà Mỹ á, thì là bồ câu gà Mỹ rặt 100%, giống thuần chủng luôn. Con đẻ ra đều giống như màu lông của bố mẹ. Nếu mà nâu đỏ thì là 100% là nâu đỏ, còn màu vàng rơm thì là màu vàng rơm, chứ không có lai. Thì mình thấy nhiều người cứ rao bán bồ câu gà Mỹ, nhưng mà khi mà mình xem ảnh thì mình thấy buồn cười lắm. Có thể như là chim lai này, rồi chim dòng khác thì lại bảo gà Mỹ này. Còn bồ câu gà Mỹ ở trại mình thì mọi người xem video như thế nào thì mình khi mà mình chuyển đến cho mọi người thì nó là như vậy luôn nha. Đây cho mọi người xem này, con này là đang ấp trứng đó nha. Này con này dữ lắm, đây là màu nâu đỏ nha. Đang ấp trứng. Đây này mọi người, ấp trứng hết nha. Đây là mình tự cho ấp luôn nha. Còn lát nữa mình sẽ cho xem bồ câu gà Mỹ nuôi con như thế nào. Bồ câu gà Mỹ màu nâu đỏ thì mình chia sẻ thêm với mọi người là những cái màu lông nào hiện tại là người ta thích nhất. Bồ câu Mỹ màu nâu đỏ là cái màu mà được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay luôn. Thứ nhất, size khủng. Cái thứ hai, màu lông đẹp. Cái thứ ba là nuôi phong thủy tốt. Và cái tiếp theo nữa là chất lượng con chim bồ câu đa vàng cực ngon và cực đã luôn. Lát nữa mình sẽ bắt thử bộ chim bồ câu đa vàng, bồ câu gà Mỹ cho mọi người xem. Đây nó đang ấp luôn nha. Mình thấy không? Đang ấp trứng luôn nha. Bồ câu này là cực to luôn. Nên là ví dụ là gia đình mà tầm khoảng 4-5 người á, thì mình có thể roti hai con chim bồ câu gà Mỹ là ok rồi. Tại vì hai con chim bồ câu gà Mỹ, chim đa vàng nó tầm khoảng 1,2 kg á. Đây, còn đây cho mọi người xem này. Đây nha. Đây, mọi người thấy này, đây là bồ câu gà Mỹ này nha. Con này thì khổng lồ rồi. Tất cả chim bồ câu gà Mỹ ở trại mình khi mà giao cho khách á, thường mình giao đại đa số là chim bồ câu trong độ tuổi là về là sinh sản liền á. Đây, mọi người thấy đã không? Đây là chim bồ câu gà Mỹ đang nuôi con nha. Chim bồ câu gà Mỹ thì nó hăng hơn so với những dòng chim bồ câu khác nha mọi người. Nó dữ hơn chút á. Đây, mọi người thấy nó xòe lông lên gì đã không? Nhìn như vảy rồng luôn á. Và bồ câu gà Mỹ trên thị trường á, thì mình thấy rằng là có nhiều nơi bán giá rất là cao nha. Còn ở trại mình á, chim là ok này, nhưng mà giá mình thấy là giá cũng rất là bình dân. Tại vì mình thấy nhiều người không biết là mình thấy là không biết có trại ok số lượng nhiều như mình hay không, nhưng mà mình thấy bán giá khá là cao á. Còn chim ok hay không thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ rằng nếu mà là bồ câu rặt 100% á thì mình nghĩ rằng thì nó cũng như vậy thôi. Thì anh em cứ tham khảo bình thường, nếu mà ở đâu giá tốt thì mọi người mua. Nhưng mà mình nghĩ rằng bồ câu gà Mỹ ở trại mình là giá ok nhất rồi đó. Giá ok và chim là còn đẹp nữa.
bây giờ mình cho mọi người xem là nó trong nó nuôi con như thế nào luôn nha. Đây này, đang nuôi hai con nhỏ này, nó nuôi con cũng khéo lắm nha mọi người. Thôi mình không nghịch nữa nữa. Đây nha, bồ câu hai con ở bên này cũng đang nuôi con nha. Ở trại mình thì chim bồ câu con Mỹ nhiều lắm, có đủ màu luôn nha, màu trắng cũng có, màu đen cũng có, màu bông cũng có, màu bông là màu đan xen màu trắng và màu nâu đỏ nha mọi người. Nhưng mà cái màu mà người ta thích nhất vẫn là màu bồ câu vàng Mỹ màu nâu đỏ nha. Chim rất là to nha. Và bồ câu gà Mỹ thì mình thấy rằng khi mà mình bán giống á, cho mọi người á, khu vực nông thôn này cánh nuôi ok rồi, nhưng mà mình thấy rằng anh em ở thành thị á, nuôi cũng rất là nhiều. Tại vì bồ câu á, mình nuôi giống như ở trại mình này, mình không có xài lưới hướng phân, mình rải men vi sinh rồi chấu á, thành ra là không có để lại mùi hôi, nên là nuôi ở khu vực thành thị cũng đều rất là được. Đây mà thành người thấy cái size này to không? Và mình không có xài lưỡi hương phân, thành ra cả ở trên nha, ỉa thẳng xuống dưới luôn đấy, nhưng mà chim đều rất là sạch. Con này cũng đang ấp trứng đi mọi người. Còn đây là giới thiệu mọi người, đây là màu vàng rơm nha, con này cũng đang ấp trứng luôn này. Con này thì cái size của nó khủng lắm, nó hơi già hơn một chút so với những cái lứa bồ câu màu nâu đỏ bên kia nha mọi người. Nó tầm khoảng là 1 kg một con này đó, con trống này là 1 kg đó, con mái thì nhỏ hơn. Ở dưới màu lông cũng rất đẹp, màu nâu đỏ. Mình thì mình thấy thích màu nâu đỏ hơn rất là nhiều, nên ở trại mình đại đa số là màu nâu đỏ nha. Còn cặp này sai cũng sai khủng này mọi người nha. Đây này, đây mọi người thấy không, trại mình chuẩn lắm. Đây đang nuôi con nha, bà Mỹ đang nuôi con nha. Tại vì mình nghĩ rằng cái cách nuôi á, nuôi chim bồ câu á, nó sẽ mang lại cái việc là con chim bồ câu ở trại mình nuôi mình có khéo hay không á. Ở trại mình là thứ nhất, cám đều là đồng bộ cám con cò trộn với bắp. Cái thứ hai là cái lồng nuôi cho chim bồ câu gò Mỹ phải thích hợp nha, nó không có nhỏ như chim bồ câu Thái cái lồng á, thì thành ra mình phải làm cái lồng to như thế này này, 1 mét dài khoảng 1 mét nha. Đây này mọi người thấy không, con trống này dữ không. Nhà rất là to nha mọi người. Khi mà mình sờ vào người nó, mình biết liền là cái lượng thịt của nó, cái lườn của nó, bên lườn của nó rất là to nha. Còn khi mà mình mua chim bồ câu gà Mỹ về mình nuôi á, thì mọi người cũng lưu ý á, thì cái thời gian đầu á, khi mà mình trộn cám với bắp này, thì mình đừng có trộn nhiều cho nó ăn nhé. Tầm khoảng 3 ngày đầu á, là mình cho ăn ít thôi. Tại vì thứ nhất là có thể như là nhiều người cho ăn cái loại cám mới khi mà bắt về nhà, thành ra nó cũng phải cần cái điều kiện thích nghi. Cái thứ hai là khi mà mình vận chuyển từ nơi này đến nơi khác, cơ bản nó cũng bị stress, nên là mình không nên cho nó ăn nhiều. Nếu mà ăn nhiều thì có nhiều con nó sẽ háu ăn, gặp cám mới đôi khi nó sẽ háu ăn và thành ra là khó tiêu. Khi mà khó tiêu thì mình lại phải cho nó uống men vi sinh này các thứ nọ, thì mọi người cho nó ăn ít là ok, là không có vấn đề gì cả. Còn cám con cò mà trộn với bắp mà ở thành thị hay nông thôn thì mình đều kiếm rất là ok, rất là dễ kiếm nha. Đây này, chim ăn rất là nhiều và chất dinh dưỡng trong cám con cò thì phải khỏi phải nói rồi. Và nhiều người có hỏi mình là anh ơi có ship đi tỉnh hay không, thì mình trao đổi luôn mọi người là mình có ship nha, mình có ship đi tỉnh, mình ship theo đường xe khách á, và mình lựa những cái xe nào ok mình chuyển thì từ Bắc vào Nam luôn, mình đều có thể vận chuyển cho mọi người nuôi. Chim ở trại mình như thế nào thì mình chuyển cho khách y hệt như vậy luôn.
những cặp chim này mọi người thấy không, nhìn như vảy rồng luôn á. Màu nâu đỏ thì chắc ở Việt Nam mình thì cái trại của mình là cái không phải nổ, nhưng mà mình thấy rằng cái sự chuyên nghiệp cũng như là chất lượng chim mình thấy là ok, được dạng top đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha.